Minutes later. Wait. Trời ơi, gì lâu vậy, vô đây ngồi đi. À các bạn ơi, đây là khách mời của tụi mình. Hãy chào khán giả đi nào. Hello, xin chào mọi người, mình là Mỹ Vũ. Bạn Mỹ Vũ của chúng ta còn có một cái nickname rất là dễ thương đó là à. Ủa sao vậy? Ủa được, nickname mà không công bố kỳ vậy? Ờ vậy thôi, công bố cũng được. Nickname của bạn ấy là Sorcery. Các bạn là Sorcery chứ không phải là Sorcery. Đúng rồi, không phải Sorcery. Hay mà em lại có biệt danh là Sorcery vậy? Cái này không thể nói được không? À. Mà đó là một quá khứ rất là dài. À. Nhiều bạn nhắn tin cho em lắm, hỏi là ủa sao chị đặt tên Sorcery mà em không nói được. Thôi các bạn à, chúng ta hãy chấp nhận và đừng thắc mắc nữa nha. Mà hôm nay chị dặn em đi ăn là có dịp gì vậy? Thì đã sinh nhật em. Ủa vậy sinh nhật em ngày mấy? Thì thấy chưa? Thôi con người không chốc sinh nhật tôi và bài đặt rủ tôi đi ăn để làm chi, để làm cái clip thôi. Người ta đã quên sinh nhật mình thì cho nên người ta có lỗi, người ta mới hối lỗi dẫn mình đi ăn nè. Ủa vậy sao em đăng trên Facebook sao chị không thấy? Chọn món nè. Ờ cái này ngon nè, em chọn đi. Ôi cái này mập lắm. Cái gì mập? Em sợ mập hả? Không biết. Trời ơi, trời em ơi, em có biết là cái cơ thể của em bây giờ nó hình gì không? Hình gì? Đây, đây là hai cái chân của em. Thì cái đầu em cứ nũng trên này nữa. Thôi chọn món nè. Ăn đồ cay, có mì bò cay. Mà hơi cay lắm, không ăn được cay. Hay là thôi ăn tteokbokki không ai ha. Với lại ăn gà không? Gà cũng được á. Gà tteokbokki ha. Thôi chừng đó thôi, được rồi á. Ừ, xong rồi, cho coi chơi vậy thôi chứ chị kêu rồi. Đợi em lâu quá chị kêu món rồi. 20 minutes later. Rồi bây giờ tụi mình sẽ đợi cho
lẩu sôi rồi thì mình sẽ bắt đầu bỏ mì vô. Giới thiệu sơ với mấy bạn thì ở trong cái nồi lẩu khổng lồ này nó có một cái con mực khổng lồ đó là không thể thiếu rồi. Ngoài ra thì còn một số phụ kiện như bắp mì với đàng hoàng nha, carrot, hot green chin, alo hot green, xả nè, hình như có xả để cho nó thơm á, đúng rồi, đậu bắp nè, hết rồi nè. Bây giờ ngồi đợi lâu rồi. 5 minutes later. Wow, các bạn ơi, lẩu sôi rồi. Mình cảm giác như là cái này nó đã rất là full rồi, không thể nào mà nhét thêm cái gì vô được nữa. Nó mực khổng lồ kìa, không tin được luôn á. Mà không biết nồi lẩu này là bao nhiêu vậy chị? Lẩu này á hả? Ừ. 4.9 Chị đã sinh nhật em. Hử? 4.9 Ủa bình thường. Đúng như chị nói là chuyện bình thường ấy mà. Sinh nhật em út mình mà, có gì đâu. Má ơi, con bị lông não luôn. Em không tin luôn á chị. Trời ơi em, đâu phải bình thường mà có con mực như vậy. Em yêu chị kiều quá à. Có gì đâu. Rồi nè, mình bỏ mì vô đi. Trời ơi, các bạn ơi. Quá. Trời ơi, đó. Nước nè, nước tràn trề nè. Có con mực nè, trời ơi, không tin luôn á. Trời ơi, em thật sự rất là hạnh phúc khi có một người chị như chị. Mọi người ơi, cô thật sự rất là hạnh phúc. Nào, hãy nói câu gì có ích lợi đi nào. Em yêu chị Kiều. Mọi người làm gì? Mọi người ơi, mọi người nhớ like và subscribe cho kênh Thúy Kiều Official nha mọi người. Giỏi lắm em, chị thưởng cho em một miếng mì. Miếng mì. Miếng mực chứ, cho miếng mực đi. Em phải bỏ mì vô rồi, chị mới cắt mực cho em được. Dạ, cảm ơn chị Kiều. Wow. Đó. Bây giờ mình sẽ... Bà gấp cho tôi đây mọi người. Nồi lẩu dày mà ba gấp dày đây. Từ từ em, chị phải cắt mực. Kiều sẽ dùng kinh nghiệm của mình để cắt mực. Đây là cái lâu mực nha các bạn. Hả? Đó. Chị em làm cho. Ok nè. Wow. Một cô gái đảm đang mang tên là xuất sụy. Đúng rồi em. Cố lên em, tiếp tục đi em. Tiếp tục em ơi. Tiếp tục cắt đi em ơi. Ủa vậy? Đáng lẽ là chị phải làm chị gấp cho em chứ. Ủa gì vậy em? Chị gấp ra đây xong chị đổi lại cái chén thì nè. Em nghĩ sao vậy? Rồi bây giờ chắc là chúng ta sẽ ăn thử đi. Ăn thử đi. Chị sẽ gấp một miếng mì. Trời ơi, thiệt á, em lại tứa nước miếng nữa rồi. Chị sẽ chan một ít nước. Wow. Mọi người ơi, mời mọi người nhé. Mực tươi lắm chị. Ngọt lắm. Chị ăn mì gì cũng thấy ngọt rồi đó. Bây giờ chị sẽ ăn thử cái rau mực này. Rất là ngon. Chúng ta phải chấm thêm muối ớt xanh nè. Nãy giờ em không chấm. Trời, nó giòn quá à. Mực giòn khủng khiếp luôn. Mà nó tươi nữa, chứ nó không có biểu xìu như một vài chỗ khác mình đã từng ăn qua. Mình sẽ ăn thử cái nước lẩu. Cái nước lẩu này nó vừa ăn lắm luôn đó mấy bạn. Nó ngọt quá nè, cay quá nè, cay một ít nữa. Nói chung là rất là vừa với khẩu vị của mình. Mình là người miền Tây nhưng mà mình cảm thấy cái lẩu này nó khá là hợp với khẩu vị của mình. Không biết là xác xị là ở em ở miền Trung đúng không? Đúng rồi, em ở miền Trung. Thì thường người miền Trung sẽ ăn cay với lại ăn mặn hơn đúng không? Nhà em thấy cái này có bị lạc không? Không hề lạc. Em cảm thấy nó là ngon lắm luôn á. Đây là lần đầu tiên mà em ở Sài Gòn mà em ăn một cái tô lẩu mà em cảm thấy em thích á. Trời ơi, cái mình nó bự quá hay sao giờ nè? Giờ sao cắt ta? Mình không biết nó chín chưa ta? Em nghĩ là chín rồi vì đồ ăn đủ
Bây giờ mình kiếm kiếm đi. Mình sẽ xử cái con bự này đúng không? Trời đất ơi, nó bự. Cái con này có nước mà ăn cả làng cả xóm á. Rồi bây giờ mình phải hợp tác nè. Em cầm đi chị cắt cho. À em cầm chị cắt. Hỏi cô gái làm sao cho được nha, làm sao để có chồng được nha. Các anh ơi, hãy vào đây xem em cắt mực mà lấy em này. À thực sự á, chị cũng chưa có người yêu nha mọi người. Ra bám đi. Chuyên mục giai điệu tình yêu. Thả thính, thả thính. Đó, chính vì vậy mà bây giờ những giờ phút này là của em. Sân khấu này là của em phải thể hiện làm sao để các anh trai đang theo dõi video clip này của chúng ta thấy em là một cô gái thật là đảm đang. Không sao đâu, tại tôi chứ không phải tại em bé. Đúng rồi, tại em nói vậy thôi chứ em cũng được lắm mọi người. Hãy để em thể hiện. Hãy để em thể hiện. Mạnh mẽ lên à. Đó, thấy không, em cũng điêu liền. Còn cái này cắt sao? Mày cắt sao như tao thấy cái chỏ sắp đụng vô mặt chị rồi đó. Tên em thêm. Một miếng đầu tiên đã được. Wow. Đây, em sẽ gắp cho chị Kiều một miếng bự nhất. Xie xie. Chị ăn thử xem sao nha. Cảm ơn cô gái. Trời ơi. Trời ơi, nhìn nó giống như một cái miếng cá gì á mấy bạn. Nhưng mà nó là miếng mực nha. Em thề luôn, đây là lần đầu tiên em ăn con mực bự như vậy. Em không hề dùng về nha, em chỉ là cố tình thôi. Em có cần dùng với người chị hả? À không, chị. À cái em này đang... nha. Cái này do tôi lỗi à, tôi lỡ bóc cục mực nhưng mà bị rớt. Chị xin lỗi, em vẫn rất là đảm đang em nha. Đúng, em vẫn rất đảm đang nha chị. Chướng nữa. Được nha. Chị ơi, chị rất đảm đang nha mọi người. Chị, em sẽ cố gắng vì cái miếng mực này nó to cho nên em sẽ ăn sao cho nó một cách sang chảnh nhất. Ừ. Để mọi người thấy là em vừa nét na thùy mị mà còn cái nết ăn nữa đó. Ừ. Ăn nè. Tan đá rồi sao mình không muốn thử ta? Ủa tại em không uống chứ chị uống nãy rồi luôn á.
ngon quá à. Trời ơi, chị dẫn đi ăn có gì không ngon. Các bạn à, ly trà đào ở đây cực kỳ chất lượng, gọi là chất lượng á, nó full luôn. Và đào rất là nhiều để mình đếm cho nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bớt xào đi. Chị, cho em thử chị đi. Nè. Nè. Đó, không? Uống đi. Nói này kỳ ghê. Chứ người ta uống xong người ta cho không uống. Nói vừa vừa thôi, băng nước miếng kìa. Em sẽ vừa uống mà có một trái vải nữa. Cảm. Thôi dẹp luôn đi. Ủa gì vậy? Sao hết nước miếng. Thôi gì ác gì nữa. À bây giờ tụi mình sẽ ăn thử. Thử rồi, nói. Thử bắp. Bắp, để giờ chưa bắp. Ờ à, rồi. Được. Thôi à, nãy giờ mình chưa ăn nấm nữa. Thì ăn đi. Nói là ngày mai không có đi quay nên là bữa nay có thể ăn bắp được. Các bạn có biết không, diễn viên tụi mình thì hay kỵ ăn bắp đó các bạn. Tại vì quan niệm là khi mà ăn bắp thì nói chuyện thoại sẽ bị lắp bắp. Nhưng mà riêng bạn Sĩ của chúng ta thì ngoại lệ nha các bạn. Dù ăn bắp hay không thì thoại vẫn lắp bắp. Đó. Không em, cái này dễ thương mà. Đâu có liên quan gì đến cái chuyện không có chứ. Đất na đâu. Không. Gì hả? Không. À, chị thoại rất là cho chảy nha. Bắp rất là ngọt. À, thôi giờ là bắp Mỹ rồi chị. Ừ. Ngọt quá ha. Ủa đâu ra vậy? Ủa? Thằng đó nó gọi. Ủa? Ủa kiểu đáng đâu vậy? Cái nó chỉ qua đây. Vậy hả? Ủa Long Vinh vậy? Ủa? Mày có công gì? Mình đã mình lỡ đang đám cưới rồi không ăn chay được. Nữa hả? Ủa bạn, hôm bữa bạn nói bạn xin ốm có mấy ngày, bữa nay bạn ốm nữa hả? Tôi chưa thấy con người nào mà ăn chay mà xin ớt luôn. Hôm bữa tới mà xin ớt 3 ngày. Bữa nay là xin ớt thêm nữa. Hồi nãy mình đã vừa ăn bắp xong rồi, bắp rất là ngon, rất là ngọt. Em ăn nấm chưa? Chưa, em chưa thử. Em mình tắt mình bỏ vô thôi. Đúng rồi. Ủa nãy chị nhớ bỏ vô rồi, nó tiêu biến đâu rồi. Nhưng mà bây giờ em không thấy nữa. Chị thích nấm này là nấm kim chi đúng không? Cực khổ lắm mới cắt được một miếng mực như vậy đó nha.
Rồi. Ủa cực khổ lắm đó chị. À lộn chén lộn bên à. Yeah, cảm ơn chị. Đây để em hấp cho chị miếng nhỏ nè. Tình cảm chị em tình thương mến thương dễ sợ hơn. Các bạn ơi, số điện thoại ở trên nó không phải là số điện thoại cá nhân của mình mà là số điện thoại của bạn quản lý. Mình có rất là nhiều bạn quản lý, khi mà các bạn gọi thì các bạn có thể gặp bất kỳ người nào, nhưng mà đó không phải là mình, cho nên là nếu không có công việc gì là liên quan thì các bạn hạn chế đừng gọi vào số điện thoại đó của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tại vì đôi khi các bạn gọi những cái giờ rất là linh thiêng, ví dụ như là 2 giờ sáng em gọi anh không bắt máy, hoặc thì là đúng hả? 6 giờ sáng em gọi thử chị Kiều dậy chưa đó, chỉ cái giờ như vậy thì tội nghiệp mấy bạn quản lý của mình lắm nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cái phần này nè các bạn, nó rất là giòn. Nó giòn mà tại vì nó mỏng nữa cho nên là nó rất là thấm. Thì mình có thể ăn cái phần này chị cảm thấy rất là ngon. Đúng. Em làm gì? Em ăn bị đưa son. Không cần. Sao vậy? Mình tại mấy anh đó, mấy anh mình phải... Này nó ép tôi. Xạo gì muốn chết. Trời ơi, cái môn bà đâu bạn lại. Nha, nó rủ ý rồi. Mà gì đẹp chứ rồi. Trời ơi, tặng đắp. Em được tặng. Ai tặng? À, mấy anh ơi, em chưa có bồ nha. Chỉ là một người chị, một người chị sẵn cho em thôi. Em ngồi ở đây nha, chị đi giới thiệu thêm mấy món khác. Ờ. Các bạn ơi, ở quán này thì ngoài những cái món như là lẩu mực khổng lồ thì chúng ta còn có rất là nhiều món khác. Mình sẽ ví dụ cho các bạn một số món cũng khá là ngon. Ví dụ như ở đây, đây chúng ta có một cái món gọi là bắp xào phô mai đó, rất là ngon. Nhìn ở đây là, đây là bắp Mỹ xào nè. Còn cái miếng vuông vuông này là phô mai đó mấy bạn, phô mai này. Còn ở trên cái vàng vàng, anh này bơ phải không chị? Bơ. À cái này là bơ, nếu như mình không làm thì là bơ, mình sẽ thử nếu như như ngựa. Mấy con có phải là bơ không? Trời ơi, cái này mình trộn lên nha mấy bạn. Trời ơi, nó thơm quá mấy bạn ơi. Trời ơi, bắp nó giòn mà nó cay lắm mấy bạn. Có tôm bút kia nữa hả? Cái bút kia phủ phô mai mấy bạn ơi. Thấm gia vị cũng ngon lắm mấy bạn ơi. Cái này là gì vậy? Cái này là gì? Giống. Giống hả? Thiên trang. Nào có món mới kêu nha. Đó là một cái món cũng rất là ngon. Chúng ta sẽ trở lại với nội của chúng ta. Ê, nhìn mấy cái rau con mực mà cắt ra nhìn giống cái tô bút kỳ hả? Đâu, tô bút kỳ mà. Ủa, trong lẩu cũng có hả? Có. Rồi vậy mà nãy qua bên kia ăn ké bị chửi quá trời. Hèn quá trời hèn. Mình chỉ nhìn cái review cho các bạn thôi, mình bị chửi như vậy á. Tốt kia ngon hả? Em ăn ngon ngon, ăn nó dẻo á. Ủa sinh nhật em mà chị. Người ta nghệ sĩ dinh râu mà nói gì? Muốn làm gì làm hả? Thôi ráng ăn đi. Ui trời ơi. Bữa khác thì dẫn đi ăn bù. Thôi chị. Mẹ em gọi. Trời ơi, cuốn trà đào nó có mùi lẩu nó kỳ ghê. Em á. Dạ không, ngày mẹ con không có đi lộn. Lấy con mua gì cho. Rồi ráng. Hả? Không, cái quà nữa hả? Chắc con mua là cái như quần ố bái hay là cho chị Ha nè, rồi cho anh Ha nè, cho một tiết nữa. Cái như là mua mấy cái mà đúng nghe. Dạ dạ, con đang đi ăn. Chị Kiều đã con đi ăn sinh nhật. Dạ. Biết rồi. Chị Kiều đã con son lắm á, đi ăn vô cái chỗ này là đã mực khổng lồ 4 triệu tiếng lặng. Má lắm. Con xin ăn mà chị Kiều không cho. Chị Kiều trên phim rất thấu trọng ngoài đời á. Không có chi đâu. Kinh má mà kêu kiệt lắm á. Không, chị Kiều nó dễ thương chứ. Cậu nói chị tại em mà cậu cũng biết. Dạ dạ. Dạ, nó không nghe. Dạ dạ. Nó không quá cũng ngon nghe. Dạ. Em cưng mát. Em nói chuyện với ai mà em chửi má đứa này má đứa kìa. Em nói chuyện với má em.
nói chuyện với mẹ em. Mẹ à, sao kêu mó? Ở quê em gọi là mó. Nãy nói là nó mua cái gì ta? À, mua áo mà em kêu là gì? Mua ố. À, con mua quần mua ố thì mó. Rồi bây giờ mà chí răng là sao đúng không? Răng là sao? Ừ, tấy rồi mình nè, gái gấp lẹ đi qua bên kia chỗ người ta đang quay phim nghe không? Lẹ lên thao tác rồi gọn lẹ. Hồi nãy em có nói gì chị nghe vui lắm, xin lỗi các bạn, nhưng mà tại vì mình cảm thấy rất là thú vị với cái ngôn ngữ vùng miền, chứ mình không có ý gọi là cười nhạo hay là gì đâu, mà mình cảm thấy nó rất là thú vị. Mẹ đi lồn à, đi làm là đi lồn. Đi lồn. Nhiều người nghe, người ta nghe thành cái từ đó đó. Mấy lần em lồn. Mấy lần em đi quay đúng không? Em đang mẹ cái tự nhiên mẹ gọi á. Em cũng nói vậy cái đứa kia. Con này nó nói tục, bữa nay em xỉ nó mất dạy lắm nha. Giống như cái từ mó của em giống như kia lồn. Con đi thì con lồn. Quá. Các bạn biết không? Tại vì đôi khi cũng do cái ngôn ngữ vùng miền như vậy mà nhiều khi bạn My của chúng ta lên khi mà đóng phim á thì cái giọng của bạn nó hơi bị chát á. Cho nên có nhiều bạn comment là sao chuyện này nói chuyện khó chịu quá vậy, sao chuyện này nói chuyện khó nghe quá vậy. Thì mong rằng các bạn hãy thông cảm cho bạn My, tại vì ít nhiều gì thì bạn ấy vẫn còn ảnh hưởng bởi cái giọng vùng miền, cho nên là chưa có điều tiết lại được cái ngôn ngữ của mình. Nhưng mà tuy nhiên là bạn My cũng đã cố gắng rất là nhiều để sửa đổi rồi, và cũng nhờ vậy mà bạn My hay được giao cho mấy cái vai gọi là đánh bát canh chua đó các bạn, chứ ở ngoài thì cũng y vậy chứ không khác gì đâu. À không, ở ngoài thì cũng rất là dễ thương nha các bạn. Chị kỳ thiệt á. Chị xin lỗi em, mai mốt từ đây về sau chị không bao giờ rủ em đi ăn bất kỳ cái gì nữa. Không, ý của em là em chỉ giảm cân. Không, ý của em là em ăn no rồi. Nó rồi đi bày đặt giảm cân này giảm cân nọ. Rồi con này sao, đem về cho em phải không? Dạ. Vậy để kêu tính tiền. Chị ơi, tính tiền giúp em ạ. Dạ em cảm ơn. Đem xem đi. Ủa, có gì? Thôi không có gì đâu. 499 lẩu mực khổng lồ. 4.900.000 của chị ở đâu hả? Số 0 nó rớt đi đâu rồi? Thiếu số 0 á. Nó ra bill rồi làm sao mà thiếu. Chị xạo em đúng không? Chị này in nhầm không chị? Không. Chị lắc đầu. Thì chắc lộn á, cái này người ta lẩu 499 còn 4.900.000 à, còn lại 1.000.000 là do còn lại 10.000.000 là do cái này hả? Thì nói mà cứ giỡn chơi xíu thôi, có gì đâu. Nhưng mà ngon không? Ngon mà rẻ nữa đúng không? Bạn ở đâu ạ? Cho mượn 500 anh. Bạn ra đám cưới là đã quỵt tiền người ta rồi, bây giờ đi dắt bạn đi ăn sinh nhật là không phải mình mang theo thẻ, nhưng mà ở đây không có cà thẻ phải không chị? Dạ em biết mà. Kế bên kia mình thấy có một cái đây ở bên kia có một cây cột Việt Công Văn rồi bạn, đi qua đường rút liền cho mình. À, đợi chị đi rút thẻ nha sĩ. Trời ơi, cái con người tôi không tin được luôn. Khoan, có một cái thông tin nữa nè. Gì? A few moments later. Dạ chị ơi, lúc nãy em thấy mấy anh chị ngồi trong nhóm mình đã về rồi. Mình thanh toán tiền cho họ. Là sao chị? Dạ em thấy mấy anh chị ngồi trong nhóm mình đã về rồi. Hồi nãy lúc nãy em mình thanh toán tiền giúp em.